chuyện đúng là không có lường trước được. Không tinh ý là không thể biết được luôn á. Đàn ông con trai mà mê ăn ngọt, rồi dẫn trai vô nữa. Gì dạ, trời ơi kinh khủng thiệt. Tư, cái gì hết hồn vậy? Gì tự nhiên hết hồn? Gai. Long là gay hả? Không. Trời ơi, nó nhỏ nhỏ thôi, để nó nghe được á, nó chửi Tư nhiều chuyện. Mà Tư nào giờ đâu phải người nhiều chuyện đâu, hiểu không? Nói vậy mang tiếng Tư chết. Này là nhiều chuyện nè. Không, cái này là thấy sao nói vậy thì không gọi là nhiều chuyện, không hiểu không? Không, con thấy nó mặc đồ thì có thể là hơi màu sắc chút xíu, nhưng mà không phải gay đâu, nó là đàn ông á. Trời ơi, nó là đàn ông là đúng rồi, nhưng mà đó chỉ là cái sinh ra nó là đàn ông thôi, cái hình thức nó là đàn ông vậy thôi. Nhưng mà bây giờ con thấy không, diện mạo thấy không, nó xe xua kiểu phụ nữ không, mê ăn toàn là đồ của phụ nữ, rồi bây giờ dẫn trai về nhà luôn. Ghê chưa? Dẫn trai về nhà. Ê, trời ơi, mỗi lần mình nghĩ tới cái cảnh mà nói với cái thằng người yêu của nó đó, trời ơi, Tư nổi da ốc luôn á, ghê lắm. Tư, ăn uống hay là mặc đồ nhiều khi là sở thích của nó thôi. Với lại nó dẫn bạn về nhà là bình thường mà, Tư có nói quá không vậy? Trời ơi, Tư mới nói đó, cái chuyện bạn trai là bình thường, nhưng mà cái này nó sâu hơn, ghê lắm. Nó hành động, nó cử chỉ, trời ơi, nó nói chung là như tình nhân, nó ghê lắm. Thiệt đó hả? Ghê, trời ơi, nó nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi, nè, nếu mà con theo dõi, con phát hiện ra đúng như lời Tư nói á, thì con nói với nó là con tự biết nha, đừng có nói là Tư nói nha. Nhà Tư không có nhiều chuyện, mà nó biết Tư nhiều chuyện chết Tư luôn á. Mà nhìn vậy mà không phải vậy ha. Trời, ghê lắm, tin Tư đi. Tư bây giờ hả, lướt qua một cái là Tư biết liền, chuyện gì cũng vậy trơn á. Tư từng này tuổi rồi mà, đâu phải chuyện giỡn ha. Tư hay quá ha, mấy chuyện này mà cũng biết nữa. Rành lắm, thiệt, mình theo dõi là mình biết liền á. À, không có theo dõi, mình lướt qua là mình biết liền, hiểu không? Ủa, mà này, đâu đẹp dữ vậy? Con đi du lịch. Đi du lịch hả? Đã vậy. Đi đâu? Con đi Đà Lạt với bồ. Trời ơi, đi Đà Lạt bồ còn đi với bồ nữa, đã nha. Trời, bồ cũng tới rồi kìa. Em trong đây nè. Chào chị. Lên sách nha. Đây là chủ nhà trọ của em. Thôi đi, con đi nha Tư. Chào chị. Con không có nói dùm Long đâu, yên tâm. Con đi nha. Chà, trong vườn tôi mới có mấy cây lan này mà nó đột biến một cái chắc tôi đột quỵ quá. Đẹp quá chứ đẹp. Ây da, chết cha. Ây da. À, ôi sao giống chuột rút vậy. Ây da. Ủa chú bị gì vậy? Chú bị gì vậy? Chú là cái... Chú bị gì vậy? Chú giống bị chuột rút nè.